Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the banner. Legacies. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đại Gaming. Như đã hứa, hôm nay mình sẽ quay trở lại với việc xây dựng nhân vật Sụt Pitcher với skill Quẩy Rồng, hay trong tiếng Anh còn gọi là Evil Spirit. Và chúng ta hãy cùng so sánh với các skill mà mình đã biết trước đó có ngay ở trong channel của mình là Metascope hay là Metaspark. Và chúng ta hãy cùng so sánh xem và tìm ra đáp án đâu là ngôi vương đỉnh cao nhất khi mà Sụt Pitcher sử dụng nó để đi việc tên Terrible hay còn gọi là Devil Level, thì đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất đó nha. Bắt đầu thế nào, let's go. Mình vẫn sẽ build bảng A đầu tiên, và đây là bảng A cơ bản trước khi mình tăng điểm. Chúng ta sẽ có được tới 10 điểm giảm hồi, giảm đi khả năng hư hỏng đồ trang bị, và 10 điểm hồi mana, 10 điểm hồi máu và 10 điểm hồi AD trước mắt. Ngoài ra mình cũng chỉ build các điểm cơ bản như là 10 điểm tăng giáp và 10 điểm tăng phòng thủ thành công, và chủ yếu là chúng ta sẽ tăng 16 điểm cho mỗi ô AG, Stain và NE. Thì cái việc mà anh em tăng bao ô này bao nhiêu là đủ tùy thuộc vào anh em phối hợp với cái bảng C của anh em đang dùng. Và hiện tại đây là bảng C của mình, mình sẽ yêu cầu Stain là 380 để phù hợp với cái gậy và có thể mang được chính xác ác quần là set Ramin Manticore. Ok, bây giờ mình sẽ mang lên tất cả các trang bị mà em nó sẽ sử dụng ngày hôm nay. Ok, sẽ như là 8 ổ, một cái khiên, 3 sở lùng đi ra, 1 cái vinh bốn, và có thể bảo quản một cụ thị. Với skill Quẩy Rồng, mình sẽ tăng chủ yếu vào Agi, sẽ đạt mốc khoảng, chắc là để công bằng mình sẽ tăng Agi giống như tăng Agi so với Stone. Đầu tiên như vậy, xem khả năng max speed của em nó có thể đạt được hiệu quả tốt hay không. Và NE sẽ dao động khoảng 1.8 nếu như mà cộng thêm star của áo quần mang lại. Vậy đối với bảng C như thế này thì chúng ta có thể tăng bảng A là làm sao, gọi là master cộng. Chúng ta sẽ tiếp tục với bảng master cộng. Đối với bảng skill mình đầu tiên thì sẽ phải tăng khoảng 10 điểm cơ bản cho attack success đây. Và đây là ô mình sẽ có khả năng tăng lên 20 điểm để tăng khả năng tấn công thành công và skill Quẩy Rồng. Skill Quẩy Rồng một là một trong những cái skill mà có tỷ lệ mix đam rất là nhiều, các mình cần sẽ phải tăng 10 điểm cơ bản. Khi mà anh em chưa có một chuẩn bị cụ thể thì tất cả các skill anh em nên bị 10 điểm cơ bản đầu tiên. Khi mà anh em 10 điểm lúc đó chúng ta sẽ phải suy nghĩ đến vấn đề nên tăng vào ô nào nhiều nhất. Bắt buộc 10 điểm max mana và 10 điểm hồi AG. Đó, đây là 10 điểm max AG nha nhé. Mình nhầm một tí. Tiếp tục với 10 điểm max máu. Ở đây sẽ có một cái khác, anh em lưu ý mình sẽ không tăng vào Lethal Stranger nữa để tăng Sky hay là Stone, mà chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào Evil để sau này có thể tăng vào bảng Master 4. Và sau khi anh em tăng 10 điểm vào Evil thì chúng ta sẽ được mở khóa vào Magic Mastery. Đây là một cái hay mà khi mà anh em đi theo được Quẩy Rồng. Và tất nhiên là mình cũng sẽ tự tăng 10 điểm. Tiếp tục chúng ta đi qua bảng tấn công, bắt buộc với 10 điểm. Và sử dụng vũ khí một tay nha anh em. Đối với vũ khí rút chúng ta sẽ tăng vào ô vũ khí một tay. 9, 10. Và chúng ta cũng có 10 điểm để tăng. Ở đây mình sẽ tăng 10 điểm cơ bản. Tiếp tục với 10 điểm để xem chúng ta sẽ còn dư bao nhiêu điểm. 9, 10. Và 10 điểm vào mặt kia. Ở đây sẽ có hai lựa chọn, một cái cũng như anh em đã gọi vị cho mình, một cái là store HP, và nếu như mà anh em bị quái đánh trúng thì có khả năng hồi lại 100% máu. Còn bên này, nếu như mà chúng ta tấn công thành công sẽ được hồi 5 máu. Và mình sẽ tăng 10 điểm vào ô này cho đạt. Rồi, giờ tăng 11 rồi, tôi giữ nguyên luôn. Tiếp tục với 10 điểm Upo Dam. Ở các season về sau khi mà lượng đam của anh em rất là lớn, khả năng tăng vào ô Upo Dam một hiệu quả. 10.
Như vậy là chúng ta còn có 101 điểm. Với 101 điểm này, chúng ta sẽ ưu tiên vào đâu? Trước mắt, mình sẽ phải tăng tấn công trước đi. Tấn công mình sẽ tăng 20 điểm vào chân giáp. Nếu như dư điểm, mình sẽ tăng tiếp 10 điểm vào đục của đam rây. Và tăng khả năng cú đường. Với sụt barrier, mình sẽ cho mắc 20 điểm luôn. Tại sao là mắc 20 điểm? Và khi anh em đi trên với team ấy, mà có một đường AV ổn định thì khả năng thấp từ đam đi là ở như đấy 13-52, rất là ổn định. Và mình chỉ tăng 11 điểm trước mắt để lên được từ 32 lên 34. Đối với Max Witcher từ 39 lên 41, 41 lên 43, mình sẽ tăng 1-2-3-4-3 lên 45. Và mình hay lặng một chút, tiếp tục. Với Ominda, anh em để ý từ 32 lên 34 là chúng ta có 2 điểm. Nhưng mà khi mà sau khi anh em tăng 11 điểm thì chỉ có từ 34 lên 35 thôi. Thì anh em cân nhắc có nên tăng tiếp hay không. Với mình là mình chỉ giữ lại 11 trước mắt cái đã. Tiếp theo, vì một skill quẩy rồng khả năng mít đám rất là nhiều thì mình sẽ thử cho em nó đến 20 điểm vào attack trước đây. Tăng khả năng tấn công thành công của em nó. Ngoài ra, bây giờ chúng ta còn dư bao nhiêu? 66 điểm. Khá là nhiều pawn. Tăng lượng đẹp của em nó lên 20 luôn. Sẽ thế nào? Tăng mắc đẹp tối đa. Rồi, từ đây 32 lên 34, 11. Rồi, 55 điểm. Chúng ta còn dư 55 điểm. 55 điểm này mình sẽ dư khoảng 20 điểm với khả năng mắc AG và hồi AG. Điểm như mà chúng ta hiểu, ta sẽ tăng thêm. Với 55 điểm mình sẽ tăng tiếp tục của đam, tăng khả năng nhân đôi đam của em nó lên. 45 pawn, 45 pawn mà mình trừ đi 20 pawn là còn 25 pawn. Với 25 pawn này mình sẽ tăng mắt lên 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta dư còn được 20 pawn. 20 pawn rất là nhiều pawn. Tăng có đích đam 6 lên 7. Khó suy nghĩ nhỉ. 34 lên 35. Mình sẽ tăng mắc chỗ này xem. Chúng ta dư 16 pawn. Với 16 pawn này mình sẽ cố gắng tăng mắc đam của em đó. 19-20. Và dư 9 pawn. Mình sẽ tăng mắc đam 9-10. Ok, mình sẽ giữ lại 20 điểm. Nếu như mà kiểu AG thì chúng ta sẽ bền vào đây. Như vậy bây giờ chúng ta có được bao nhiêu vít đam? 3.377 đến 3.821 và được cộng thêm 8 điểm. 8.000 vít đam tới trang bị. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng Master Mode. Đối với bảng Master Mode, anh em di chuyển qua mục số 2 và tăng vào skill khỏe độc. Và mình sẽ tăng mắc tôn để tăng skill đam của em nó lên. 15 điểm, 20 điểm để được thêm đam. Tiếp tục 10 điểm để tăng speed thêm 10. Với 10 điểm ở bảng A và 10 điểm ở Master Board đã được gia tăng 20 speed. Thêm đam phần net. Net đam mình cũng tăng luôn 20 điểm. Và 20 điểm vào weapon magic. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng 40 pawn vào mắt máu để có được 3.800 máu. Tăng 19, 36, 37. Rồi 40, 20 điểm vào phòng thủ. Tăng death cơ bản và 20 điểm vào Deadwing. Ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn là độc hoặc là băng. Khi mà chúng ta tăng theo đường debuff thì đối với băng thì chúng ta sẽ có ở ô số 2 từ trái sang chúng ta sẽ có hiệu quả giảm death reduction. Và mình chỉ thích độc tăng thêm đam cho skill này. Chúng ta sẽ thử tăng theo đường độc với 20 điểm đầu tiên. Tăng khả năng xuất hiện hiệu ứng và 10 điểm để có khả năng nhân đôi hiệu ứng. Ở đây ta có 10 điểm
tiếp tục mình sẽ tăng max 30 điểm để tăng 30 điểm lên. Khi mà chúng ta tăng lên thì nó sẽ mở khóa, ví dụ như ở đây mình là 17-20 điểm, nhưng mà chúng ta sẽ thêm 13 phút nữa sẽ được mở lên 40 điểm. Đây, như rồi còn 8 phút nữa để tăng cái này lên 30 luôn. Rồi, như vậy là chúng ta có 40 điểm. Tiếp tục nào. Đây, mà mình hơi lạc rồi. Tập 4. 40. Tiếp tục, chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào speed down. Hiện nay ở ô này, ô spa, chúng ta mới chỉ mở khóa 10 điểm và mình muốn mở khóa em nó lên 40 điểm. Mình sẽ tiếp tục tăng max down. Tăng khả năng thêm đam và skill độc. Đổi 10. Bây giờ đam mở 20, tiếp tục tăng khả năng quả dính. 10 40 điểm, 20 điểm, như vậy là đủ. Chúng ta không nên tăng thừa vào đi lúc quá nhiều, và chúng ta phải tăng phù hợp để có thể tận dụng tối đa bản debuff, bản bonus của cái debuff này, tăng một lượng đam cực kỳ lớn. Đây, anh em có thể nhận thấy lên tận 10 cái đam rồi, 20 điểm. Ở đây chúng ta tiếp tục tăng vào 40 star. Ở star này mình sẽ tăng thử xem em nó có lên được 288 không, max speed hay không. Tiếp tục để tăng max speed, chúng ta sẽ tăng vào 20. Ok, như vậy là mình đã vừa tăng max tone cho star ở dưới với full hoàn toàn vào OG, và chúng ta đạt được là 280 đến 288. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên star ở cột trên. Mình sẽ tiếp tục bỏ qua phần này, quên lên phần này lên để tiết kiệm thời gian cho anh em. Và vừa đủ 288. Anh em thấy không? Vừa đủ 288. Vậy chúng ta sẽ còn được 65 tôn với 10 tôn chưa tăng nữa. Tôn của cột Masterbot mình sẽ dồn qua NE để tăng khả năng cái đam của em nó. Đam của em nó sẽ được to hơn. Anh em có thể thấy đam sẽ được cải thiện ngay lúc này. Đây, đam sẽ được tăng lên rất là nhiều. Hai mươi đã quá. Như vậy chúng ta còn dư 55 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bảng A để có thể tăng được vào Meta Stanger. Tại học Stone, chúng ta yêu cầu cần 10 điểm vào Meta. Đây là bắt buộc rồi. 9 10 3. Đối với 10 điểm này, bây giờ mình sẽ tăng khoảng 10 điểm đây. Mình sẽ tăng hoàn toàn vào của Aki 20 để xem em là có kiểu Aki quẩy đồng hay không. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành được bảng Master 3. Tiếp tục. Ok, sau khi tăng 10 điểm vào Meta Stanger, chúng ta sẽ tiếp tục tăng 5 điểm vào Meta Star để mở khóa O-Star, O-Po của Master 4, 3, 4 và 5. Bây giờ đã mở khóa lên 40. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng vào NE. Việc này mình sẽ bỏ, mình sẽ quên lên. Như vậy, mình vừa tăng được 40 điểm cho O-Po của Master 4 ở cột bonus. Và chúng ta còn dư 30 con, chúng ta tiếp tục quay trở lại bảng skill của quầy rồng. 9, 10, 1, 15 điểm, và chúng ta dư đúng 10 điểm để tăng vào và sẽ đẹp. Như vậy là chúng ta cơ bản hoàn thành build cho một nhân vật súng như Kevember hay skill quầy rồng. Và bây giờ mình sẽ đưa em nó đến spot. Ok, ở đây có một lưu ý khi anh em đi tên quầy rồng. Bởi vì skill quầy rồng là đánh bạn là đánh sáu mà thôi, và anh em chỉ đào tu nên được đánh sáu, đánh để đánh 7-8 nhân vật của anh em sẽ được đi về tới và tăng giảm khả năng đánh của bạn. Anh em nhận lại đó là bạn sẽ và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lượng đam của em nó gần 2 triệu đam và chỉ có 500 đam. Mình sẽ được biết nhưng
mà lớn lắm. Chẳng hôm nay mình đã làm được rồi, chúng ta sẽ làm được sau rồi. Lớn lắm mà element mang lại. Và ở đây chúng ta có cái gì? Một khả năng đi tên như vậy. Thì chúng ta chỉ tên cho chẳng luôn đạt lên hơn. Lúc cô đang cũng như là suy giảm này đã gần như là liên tục mình có tăng cao 20 điểm cô đang cũng như là 20 điểm suy giảm ở đây nó để ý chúng ta đánh cực kỳ và ra những cái mít đang đó là kết quả của việc 20 tôn và đặt cực kỳ đây 430 tôn đang cái này đó và khi đến person không bao giờ kết quả của việc đó cực kỳ ổn định luôn cao hơn trong lịch sử thì sẽ di chuyển tiếp một mặt cao hơn là mặt cà rốt màu đỏ đỏ. Bởi vì đời quả thả là lâu và họ không quả hồi lại mất thời gian để được cái thứ tiên person của em đâu sẽ phải được cái này chúng ta vượt vào ra để xem lại kết quả nhưng mà kết quả là bao nhiêu này sợ lắm không biết làm sao sao vậy? Chúng tôi cần phải được tăng lên 6-7. Nó cao hơn 5 rồi. 2-6. Ta sẽ tiếp tục để có được. Bây giờ trước ta đã so sánh gì vậy ông? Giờ sử dụng Metal Storm và Metal Spider để người dân đem lại 35 lần đi ổn định đi tới đây mà đấy em có thể sao mày không biết sao sao giờ thì mình sẽ đoán đi tiếp hơn. Tiếp tục ta sẽ đi đến với mặt cao hơn mặt cao hơn mặt này và mặt lên hơn ok vừa rồi là mình đưa em vào mặt lên hơn nhưng mà như đây không chậm tí ta sẽ phải đợi khoảng thời gian 1-2 phút. Khi thân mới cao, ta nhận thấy một điều rằng khả năng phù mạc ở xuống cực kỳ ổn định. Khả năng thấp thì làm từ nó xin. Nếu làm xoay tâm quái, phải không thể áp tắc vào mặt mình được. Nên việc em gọi phù giam hay là phù mạc cực kỳ dễ dàng. Thế kể về anh em tăng bao nhiêu nhiều mà là siêu năng lại cho lập trong tập tư của anh em sẽ càng tốt. Ok, như vậy là sau khoảng thời gian tầm gần 3 phút được phải diệt hơn 1 giây và khoảng 1 giây là ổn định và phải thử lên giúp quả bắt tên 1 giây như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh với người khác để xem vị trí ngôi vương cho việc tên CVN và thuộc về chưa nào để nhân vật xung.
Như vậy, qua bài phân tích vừa rồi cũng như kết quả test thực tế của mình khi đi trên quái, chắc các bạn cũng đã nhận ra được ai là ngôi vương trong việc đi trên quái và chạy level. Đó chính là skill quái rồng với khả năng PVM cực kỳ tốt, với lượng quái giết trên 1 giây cực kỳ cao, luôn luôn cao hơn 0.5 so với các skill còn lại là Metal Style cũng như là Metal Storm. Và nếu video này có ích, các bạn đừng quên để lại like như là subscribe cho mình. Và anh em cũng đừng quên để lại comment phía dưới cho mình biết cảm nhận của anh em đối với skill quái rồng này như thế nào. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.